Dù sống tốt mà vẫn xui xẻo liên miên, có thể bạn đang phải trả nghiệp. Kính thưa quý vị, chúng ta thường nói về nghiệp lực. Vậy đâu mới là cách trả nghiệp để cho chúng ta có được cuộc sống bình an? Đọc bài viết sau đây để bạn tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Vì sao bạn thường xuyên gặp xui xẻo? Dù bạn đã cố gắng sống tốt bằng cách hành xử tốt với mọi người, cố tránh xa những thói hư tật xấu của xã hội nhưng vẫn thấy xui xẻo thường xuyên ập tới, chắc chắn đã có đôi lúc bạn oán thán trời đất rằng tại sao tôi lại khổ như thế. Thực ra đó là bạn đang bị phạt đấy. Vì sao bạn bị phạt ư? Vì bạn đã mắc tội ở ngay kiếp này hoặc ở những kiếp trước. Tội đã mắc là những gì? Có thể là rất nhiều tội khác nhau, nhưng đó là một số những tội sau đây. 1. Cướp của giết người. 2. Diệt chủng người và súc vật. 3. Hủy hoại môi trường tự nhiên. 4. Phá đình chùa đền miếu do chủ tâm. 5. Đập bát hương. 6. Lấy cắp đồ thờ tiền lễ. 7. Phỉ báng trời, Phật, thần, thánh. 8. Tham ô, tham nhũng. 9. Bất hiếu với cha mẹ. 10. Trộm cắp của người khác. 11. Lấy của công làm của tư. 12. Gian lận trong nghề nghiệp, tham lam ích kỷ. 13. Đánh đập, hành hạ, bóc lột, áp bức người khác. Bạn đã phạm những tội trên, tức là bạn đã sinh ra những nghiệp chướng. Đó là món nợ mà bạn phải trả. Không trả ở kiếp này thì ở kiếp khác mà phải trả đủ. Đó chính là luật vũ trụ, không ai cưỡng lại được. Luật nhân quả tồn tại, sự báo ứng luôn tồn tại. Một khi ta đã biết đó là nghiệp quá khứ, thì chớ nên nản lòng mà thay vào đó là kiên quyết vượt qua mọi trở ngại khó khăn. Cách trả nghiệp cũng không hề đơn giản. Chúng ta đừng nên nghĩ tu là mọi nghiệp xấu sẽ sạch hết, mọi chuyện đều được như ý muốn. Thí dụ, một người mà kiếp trước đã phạm tội cướp của giết người, giết tới 3 người thì sẽ phải trả nghiệp tới 2 hoặc 3 kiếp sau mới xong. Có thể hóa giải được hình phạt trả nghiệp được không? Ngoài cách trả nghiệp là đón nhận nó ở hiện tại thì có thể tìm cách nào hóa giải được không? Được, nhưng không được xóa tội. Sinh nghiệp thì phải trả nghiệp. Bạn chỉ có thể xin khất trả nghiệp mà thôi. Giống như bạn có một món nợ và xin chủ nợ trả vào lúc khác vậy. Tức là xin không trả ở kiếp này mà xin sẽ trả ở những kiếp sau. Phải làm gì sau khi được khất trả nghiệp? Hơn ai hết, kể từ nay bạn phải sống thiện để tích đức. Đức tăng thì nghiệp giảm. Đến hết thời hạn khất thì có khi nghiệp đã hết, không cần phải trả nữa. Đó là cái hay của khất trả nghiệp. Nhưng khất trả nghiệp sẽ khiến tình hình càng tệ hơn nếu bạn lại phạm tội. Khi đó, linh hồn bạn sẽ lại bị kéo vào ngục ngay và bạn lại bắt đầu một cuộc đời khốn khổ. Khi chết, linh hồn của bạn sẽ vào ngục sâu hơn. Vì thế, cẩn thận với cả việc khất trả nghiệp mà ngày nay hay gọi là di cung hoán số. Con người sinh ra ở đời là để học hỏi những kinh nghiệm để tiến hóa. Không cách trả nghiệp nào thực sự cụ thể cả. Vì thế, hãy cứ xem mỗi kiếp sinh ra là một lớp học. Ta có thể chọn học một hoặc nhiều môn, nhưng bài học phải được hiểu và học cho xong thì mới được lên lớp, tức là lên các cõi cao hơn như cõi trời để học tiếp. Nếu học không xong thì sẽ bị ở lại, tức là cõi người, hoặc bị giáng cấp, tức là cõi Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Ta lấy vợ, lấy chồng không phải là để thỏa mãn tình cảm nhục dục hay lấp vá cô đơn, mà là để học sự thương yêu và sống chung hòa hợp. Ta sinh con đẻ cái không phải để nhờ vả khi về già, mà là để chính ta tập học làm cha làm mẹ, tập thương yêu, dạy dỗ, giúp đỡ con cái. Ta làm vua hay tổng thống một nước không phải là để ăn trên ngồi chốc, bóc lột của dân, mà là để học thương dân trị nước.
ta làm bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ không phải là để có nhiều tiền hay danh vọng, mà là để học cách giúp đỡ và thương yêu bệnh nhân. Chính vì vậy mà chúng ta phải tu ngay từ bây giờ để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, hạnh phúc. Tu là sửa, sửa sống thành tốt, sửa sai thành đúng, sửa mê thành ngộ. Còn oán duyên, người kết phải tự mình dùng thiện duyên để giải. Tìm tới cửa Phật chỉ là tìm tới chỗ dựa và đạo lý, chỉ đường mà thôi. Phật không giải được oán thù, chỉ bày cách tốt để tan oán tan thù mà thôi. Người mà tâm tà tư niệm, muốn tiêu tai giải nạn nhưng vẫn làm việc sai trái, thì dù đọc bao nhiêu kinh, bái bao nhiêu Phật cũng không thể thoát được. Tiết đức hành thiện chính là yếu tố phong thủy mạnh nhất để thay đổi vận mệnh. Kính thưa quý vị, quan niệm tiết đức hành thiện được đề cao vì người ta cho rằng đức là kết nối, phối hợp trời và đất, nên trời tất sẽ bảo hộ, trợ giúp. Chỉ lo mong cầu mà không lo tích đức hành thiện, thì dù ở trong ngôi nhà đúng về phong thủy, thì tài lộc thu về cho chúng ta cũng chẳng được là bao. Vì thế, nên ý thức một điều rằng, tích đức hành thiện chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Đức là đạo đức, phẩm hạnh, phẩm đức, chân thành, tư tưởng và lời nói, hành động là thống nhất với nhau thì được gọi là đức. Đức hạnh, mỹ đức, phẩm đức, bồi dưỡng đạo đức là cảnh giới cao nhất của một người cần theo đuổi. Một người chỉ có bồi dưỡng đầy đủ đạo đức tốt đẹp, nhân ái, thiện lương, mang trong mình lòng biết ơn thì người ấy mới tràn ngập dòng năng lượng thuần chính. Khi thân thể tràn ngập trường năng lượng thuần chính thì sẽ hấp thụ những thứ tốt đẹp thuần chính. Người xưa có câu rằng phong thủy âm dương bảo hộ người lương thiện, còn kẻ trộm, tà dâm, phóng túng thì dù ở nơi phong thủy tốt cũng khó có phúc báo. Hay những câu như nhà tích thiện thì tất sẽ có dư phúc, đều là để nhấn mạnh tầm quan trọng của đức đối với sinh mệnh mỗi người. Làm người phải lấy đức làm gốc. Quản lý một đơn vị, một xí nghiệp thì càng cần phải lấy đức làm gốc mới mong thành công lâu dài. Làm gì để tích đức? Tích đức từ lời nói. Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung, độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng có thể chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Cẩn thận kẻo nói thẳng, nói thật có thể là khẩu nghiệp không chừng. Lời nói